Chào các bạn, hôm nay mình vừa nhận được hai hộp sản phẩm đến từ Trung Quốc. Đó là một sản phẩm ví da nam cao cấp và một sản phẩm là giày thể thao nam cao cấp. Thì vui quá cho nên mở ra hết nãy giờ rồi. Và bây giờ mình review lại thôi ha. Sản phẩm đầu tiên á là sản phẩm hộp ví nam cao cấp. Đây, các bạn có thể thấy cái nguyên cái bộ set của nó là như thế này. Và thương hiệu là Visonello. Với thương hiệu Visonello cũng khá là nổi tiếng, đặc biệt là ở giới Hồng Kông và Thượng Hải, người ta đều thường sử dụng. Đây là cái hộp set của nó, rất là đẹp và rất là trang nhã, có màu trắng, màu đen và màu xám, thì các bạn có thể sử dụng cái hộp phần này. Khi mà chúng ta gỡ ra cái phần set này á, nó có rất là nhiều chi tiết bên trong. Đây là cái phần chi tiết, gồm có dây chai móc khóa, một cái phần thương hiệu của Visonello và những cái phần bảng hiệu hướng dẫn cũng như là brand name của nó. Chúng ta sẽ gỡ ra ha. Và đây là sản phẩm. Wow, trời, mình sướng quá. Các bạn có thể nhìn kỹ hơn, nhìn gần hơn về cái sản phẩm này để các bạn thấy được là sản phẩm này nó có những cái đường vân rất là tinh tế. Và đường vân này là chống vân tay. Có thể là tay của các bạn có mồ hôi nhưng mà khi mà chúng ta ịn lên thì chúng ta sẽ không thấy được mồ hôi nó ở đâu cả. So với các loại da thường thì đây là một cái sự đặc biệt về cái phần thiết kế rất là đẹp. Và ở phần góc của cái chiếc ví này được thiết kế và bấm một phần kim loại rất là sáng màu, là màu đồng, làm cho cái phần ví của chúng ta nhìn rất là sang và sang hơn hẳn với những cái loại các bạn thường thấy. Đây là phần thiết kế bên trong. Lúc nào á, Visonello nó cũng cho mình một cái tấm kẹp như thế này để tách bạch ra những cái lớp da. Và các bạn thấy không, cái phần giữa này chúng ta còn có thể rất là dễ dàng để tháo đi rồi. Đó, đây là phần ví bên trong của nó. Và da là da thật 100% nha các bạn. Rồi, hàng về. Mượn coi có gì đẹp không? Khoảng 23. Thì cắt đi nãy giờ nó vô.